Đinh kính chào quý khán giả. Sau đây là bản tin của người Việt TV Online này. Tổng thống Donald Trump đã rời khỏi thủ đô Manila của Philippines sớm hơn 30 phút bởi chiếc Air Force One đã cất cánh từ phi trường Ninoy Aquino International Airport sớm hơn dữ liệu. Điều đó có nghĩa là Tổng thống Donald Trump đã không tham dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ 18 của các quốc gia thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á được tổ chức tại Manila. Phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc nói rằng lý do Tổng thống Donald Trump cắt ngắn chuyến đi và không tham dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á là bởi vì hội nghị này đã khai mạc trễ 2 tiếng đồng hồ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Red Tillerson thay mặt Tổng thống Trump để tham dự hội nghị này. Cũng liên quan đến hội nghị Đông Á tại Manila, Philippines, Tổng thống của xứ này là ông Duterte rất là bất ngờ trong đêm hôm 12 tháng 11 trong lúc đãi dạ tiệc các vị quốc khách tham dự hội nghị Đông Á ông đã đột ngột lên trên sân khấu cầm microphone và hát chung với một ca sĩ nổi tiếng người Phi đó là ca sĩ Bilita Corales Bài hát có tên là Eco với nội dung như thế này. Anh là ánh sáng trong thế giới của tôi và anh là phân nửa trái tim của tôi. Sau đó thì ông Duterte đã quay về hướng Tổng thống Donald Trump và tuyên bố rằng Thưa quý vị, tôi hát bài này ngẫu hứng, không được mời lên sân khấu, nhưng mà tôi theo lệnh của Tổng tư lệnh tối cao quân lực Hoa Kỳ. Điều đó cho thấy rằng ông Duterte đã có một thái độ thân thiện đối với Tổng thống Trump. Mặc dù trước khi diễn ra hội nghị Đông Á thì ông Duterte đã nói một lời táo tợn. Ông nói rằng trong trường hợp Tổng thống Trump đến Manila mà có những ngôn ngữ đề cập đến tình hình nhân quyền của Philippines thì ông sẽ bảo Tổng thống Trump đi chỗ khác chơi. À, trong cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo thì Tổng thống Trump không đề cập bất kỳ một câu nào liên quan đến tình hình nhân quyền tại Philippines cả cũng như tổng thống Trump khi đến Việt Nam cũng không nói gì về tình trạng đàn áp nhân quyền hiện nay tại Việt Nam. Liên quan đến cựu tổng thống George H.W. Bush mà tiếng Việt Nam mình hay gọi là tổng thống Bush cha thì quý vị sáng ngày hôm nay thì có một người phụ nữ uh, thứ sáu đã đứng dậy uh, để mà lên tiếng tố cáo là tổng thống George H.W. Bush đã sờ mông bà ta lúc bà ta còn là một cô bé 16 tuổi. Người phụ nữ này có tên là Rosalind Corrigan, như vậy là bà ta là người thứ sáu đã có 5 người tố cáo chuyện này. Bà đã trả lời một cuộc phỏng vấn của tờ Time Magazine. Bà nói rằng lúc đó 16 tuổi thì bà gặp tổng thống George H. W. Bush tại văn phòng của cơ quan tình báo trung ương CIA ở bên Texas năm 2003. Vì lúc đó bà còn là một đứa trẻ, cho nên khi mà tổng thống George H. W. Bush lấy tay sờ lên mông bà bà nói rằng bà không có phản ứng gì được cả, không lẽ bà lại nói với tổng thống nước Mỹ, lúc đó thì ông Bush không còn là tổng thống nữa rồi, nhưng mà bà nói rằng không lẽ bà bảo là ông đừng có đụng vào mông của tôi. Thưa quý vị, khi xảy ra chuyện này thì tổng thống Bush 79 tuổi, ngay lập tức thì một phát ngôn viên của văn phòng tổng thống H.W. Bush cho biết là tổng thống có nhìn nhận là đã có một vài hành vi đụng chạm tới một bộ phận nào đó của phụ nữ. Trên 400 nhà tỷ phú thì nước Mỹ đã ký vào một cái thư gửi cho các vị lãnh đạo và dân cử tại quốc hội, đặc biệt là phía đảng Cộng Hòa. Họ kêu gọi rằng đừng đưa ra thảo luận về dự luật cải tổ thuế má mà hiện nay đảng Cộng Hòa đang hết sức muốn được thông qua. Trong hơn 400 nhà tỷ phú này thì hai người đứng đầu để vận động cho lá thư này là có tỷ phú George Soros, ông là một người tỷ phú rất nổi tiếng và người thứ hai là cựu tổng giám đốc của American Airlines đó là ông Robert Crandall. hai ông thay mặt 400 nhà tỷ phú viết trong lá thư này rằng cái dự luật cải tổ thuế khóa mà phía bên cộng hòa đưa ra chỉ có làm lợi cho cái thành phần giàu có nhất của nước Mỹ mà thôi, mà không làm lợi gì cả cho những thành phần trung lưu và thậm chí thành phần nghèo khó. Chúng ta cũng biết rằng tổng thống Donald Trump muốn rằng cái luật thế khóa nếu được quốc hội thông qua thì sẽ, sẽ giảm một số lượng tiền khổng lồ cho những tập đoàn tư bản của Mỹ hiện nay đang đầu tư tại ngoại quốc và giúp cho họ đem cái số tiền lời đầu tư trở về nước Mỹ tái đầu tư tại Hoa Kỳ. Hiện nay thì chỉ có một số rất nhỏ các vị ứng ở dân cử của Đảng Cộng Hòa chống lại cái dự luật này và dự luật muốn thông qua thì tối thiểu phải có 218 phiếu. Và cuối cùng là tin liên quan đến những sinh vật quý hiếm mà gần như là tuyệt chủng bây giờ đột nhiên xuất hiện lại các nhà khoa học về đại dương học vừa mới thông báo cho biết là ngư dân tại Bồ Đào Nha vừa bắt được một cái con cá mập rất là lạ. Con cá mập này có cái mặt là một cái mặt con rắn và có 300 cái răng trong hàm răng. Và các nhà khoa học về hải dương học nói rằng đây là một sinh vật mà mang vóc dáng của những con khủng long đã bị biến mất trên quả đất này vào khoảng 80 triệu năm trước đây. Đặc biệt của các loài sinh vật vừa khám phá này rằng có thể lặn sâu tới 700 thước, đây là một độ sâu kinh khủng. Ở cách đây vào khoảng 2 tháng thì tại nước Úc người ta cũng thấy trồi lên mặt biển một con cá không có mặt chứ là chỉ một cái thân tròn mà thôi. Các nhà nghiên cứu về khoa học nói rằng 90% những vùng đất, những vùng biển mà có độ sâu nhất thì nhân loại vẫn chưa khám phá được. Và người ta ngờ rằng có rất nhiều sinh vật biển sống lặn sâu ở dưới đáy biển đó. Và con cá mập mà có mặt rắn với 300 cái răng này là một trong những sinh vật quý hiếm mà người ta vừa khám phá thấy được. Chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong bản tin ngày mai.